Vâng, tiếp tục lại là một chiếc xe hàng nội địa Nhật. Một chiếc xe hàng nội địa Nhật khung sườn nhôm Fundo, cực kỳ chất, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Bridgestone. Đây là một thương hiệu đến từ Nhật Bản nha các bác. Thương hiệu này sản xuất các dòng xe thể thao cũng như là dòng xe nội trợ rất chỉ là nổi tiếng rồi. Đặc biệt là với dòng xe chạy dây Cura nhá. Dòng xe chạy dây Cura của Anbet. Các bác nghe đến dòng xe này để thấy chất như thế nào. Chạy dây Cura thì nó có nhiều mẫu xe như là đùm 3 số, 5 số, 8 số của Bridgestone. Hãng này thì sản xuất hàng dòng cây Cura rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Và đây là một chiếc xe thể thao. Một chiếc xe thể thao Touring với form size, form dáng của xe là rất đẹp. Đấy, một chiếc xe Touring tay cong cánh én dành cho người trung tuổi đi và chiều cao là khiêm tốn. Đấy. Chiếc xe này size giống đứng của con này là nó có 38-40 cm thôi các bác. Đấy, em ướm nó khoảng 38-40 cm, size S size nhỏ nhất rồi. Các bác chiều cao 1m50 cũng có thể đi được nhá, 50 đến 65 đến 70, 1m50 đến 70, 1m70 đi chiếc xe này là ok rồi. Và như thường lệ em sẽ đi review tổng quan, sau đó đi chi tiết và báo giá cho các bác xem. Các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh bấm đăng ký kênh để follow kênh của em, theo dõi những mẫu xe ưng ý nhất để các bác lựa chọn cho mình để đi thể thao và nâng cao sức khỏe nhá. Đây các bác, mạn phải của xe này. Em đi mạn phải, trên, trước, sau, trái cho các bác xem. Rất đẹp đấy. Con xe này màu chủ đạo của nó là màu đen tuyền nha các bác. Còn lại nó có pha các cái viền trắng rồi đỏ. Đấy, em rắc lại đây cho nó thoáng để các bác nhìn thấy rõ được xe. Rồi, mời các bác xem chi tiết cấu hình của xe này. Con này cọc in nó là nhôm trắng nhá. Nhôm trắng mạ luôn, sáng choang. Gọng in và in là zin đét theo xe rồi. In thì in có đệm mút cao su. Đi rất êm, ngồi rất êm luôn, thoải mái. Gọng gác ba ga phía sau của nó đây. Gác ba ga là gọng nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Có kẹp hàng. Đuôi gác ba ga có một chiếc đèn cảm biến ánh sáng, cũng là đèn phản quang luôn, màu đỏ nhá. Con này có may phát điện. Rè của xe đây. Rè của xe là rè nhựa các bác, rè nhựa của Nhật luôn. Đũa rè là nhôm mạ chrome sáng choang. Vành là vành nhôm nguyên zin theo xe. Nan hoa là inox chân đồng. Phản quang của bánh sau đang còn. Đấy, con này phản quang bánh sau đang còn màu trắng nhá. Mayer của nó đây. Mayer nguyên zin, Mayer nhôm. Mayer nguyên zin theo xe. Con này Mayer của nó có lẽ là của Shimano rồi. Đấy, chữ thì nó mở lắm các bác. Con này có bộ lip còn rất mới đây. Lip con này là 247 tầng lip nhá, chạy 3 tầng đĩa và 7 tầng lip. Rúp cùi đề của nó là Shimano Antus. Shimano Antus gọng bảo vệ cùi đề đây, thép chống gỉ. Có trang bị luôn. Đấy, chiếc đũa rẻ của nó mạ chrome sáng choang luôn nhá các bác. Cấu hình phanh thì phanh của Techo, phanh gọng V của Techo. Xe có trang bị khóa hồng tháo lắp nhanh của cọc in, lốc Shimano luôn. Hệ thống dây của xe thì đi nổi rồi. Khung sườn nhôm đây, mối hàn với cá này. Logo tem chữ Bridgestone này. Đây, tem chữ khu gióng chéo nữa này. Màu trắng nhá, trên nền là màu đen tuyền. Xe hàng Nhật nội địa, nguyên zin. Quy đề gạt đĩa thì đồng bộ của Shimano Antus rồi. Đùi xe là đùi nhôm này. Đùi nhôm nguyên zin của xe luôn nha các bác. Đùi nguyên zin của xe luôn. Tem chữ tem số khắc sau mặt đùi đấy. Còn này thiết kế là đùi của nó là đùi bán nhỏ. Pedal của nó là trái phải là pedal gọng nhựa đặc nhá, nhựa nguyên khối đấy. Rất nặng. Phản quang hai mặt của nó là màu vàng rồi. Gọng nước của nó là gọng nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Con này mang mã số E762 nha các bác. E762.
E762 size F, lên chiều cao cho em là 1m50 đến 1m70 đi ok nhá. Con này thì nó có bát mỏng. Bát mỏng 3 vòng. Một ốc. Để ốc này thì cái hệ thống này để bắt cái giỏ hàng thôi. Còn chính thức của nó, chính xác của nó là nó có 3 vòng nhá. Pô tăng con này là pô tăng bản bản 5 sen các bác. Đắp chụp nguyên zin theo xe. Ghi đông con này, ghi đông cánh én. Như em đã giới thiệu, ghi đông cánh én dành cho người có ở độ tuổi trung niên đi rất phù hợp rồi. Tay nắm này, tay nắm cao su chống trượt. Bộ bấm xả cũng như tay phanh thì ăn một cụm của Shimano. 3 đĩa và 7 líp. Với thiết kế đặc điểm của dạng bấm xả một cụm này thì nó rất bền và rất nhạy. Rất bền theo thời gian và rất nhạy nhá. Phản quang phía trước của nó là màu trắng này. Hệ thống dây là ghi xám lông chuột, dây Nhật luôn. Phía trước thì có trang bị dọ hàng inox nhá. Có đũa chống đỡ dọ hàng. Đũa chống đỡ dọ hàng. Con này không phun các ba ga. Nó chỉ có một các ba ga sau thôi. Có dọ hàng. Phanh thì là phanh trước lại là phanh gọng C. Gọng C 3 mảnh. Nguyên zin theo xe. Đấy, gọng C 3 mảnh nguyên zin theo xe nhá. Đèn LED này. Con này cái đèn LED hai bóng này, phía trước này, phản quang của nó này. Một bóng phản quang to, hai bóng LED phía trước. Mayer là Mayer phát điện. Mayer trước là Mayer phát điện nguyên zin. Rất đẹp. Vành nó là vành nhôm hai lớp. Nan hoa thì là inox chân đồng rồi. Thông số lốp con này này. Em chưa giới thiệu cấu hình bánh lốp phía sau. Lát em sẽ đi tiếp. Đấy, em đi lốp trước thì lốp trước lốp sau nó đồng bộ thôi các bạn. Đấy, lốp trước là lốp sau nó cũng đồng bộ thôi. Thông số lốp con này là 700x28C nhá. Đó, 700x28C. Lốp đang còn rất đẹp, vành nhôm hai lớp, nan hoa này là inox chân đồng rồi. Đấy, giả trước như giả sau thôi. Giả nhựa của Nhật luôn. Giả cũng là nhôm mạ chrome sáng choang. Đấy, mạ sơn trái của xe đây. Đùi nguyên zin. Chân chống bắn thép cộng nhôm nha các bác. Bắn thép cộng nhôm. Đấy, ốc của nó là bốn ốc, của nó là bốn ốc inox cả thôi. Mayer nguyên zin. Lốp là lốp của mà. Chưa thấy hãng lốp. Tuy nhiên lốp này là không phải lốp Việt Nam đâu nha các bác. Không phải lốp Việt Nam đâu. Nó phải lốp chữ đen, nó hơi khó đọc. 700x28C nhá, lốp đang còn chất luôn. Các bác đi các phụ kiện lốp thì bên em cũng có rất nhiều. Đấy, có bán các bác ưng thì em có thể thay lốp cho các bác. Đấy, thay lốp càng chất thì các bác phụ thêm tiền thôi. Đấy. Bác nhớ chiếc xe này là E762 nhá, của Bridgestone. Khung sườn nhôm full đồ. Có trang bị các ba ga phía trước dọ hàng. Có đèn dynamo phát điện đi ban đêm. Đấy, đèn cảm biến ánh sáng ở phía sau. Với cấu hình của Antus Group của nó cũng như là bộ tay phanh bấm xả ăn một cụm. Đấy. Rất đẹp. Bạn ưng thì alo cho em. Giá em bán với các bác là 9 triệu đồng nhá. 9 triệu đồng đã bao gồm phí ship. Số điện thoại em ghi ở như trên video chạy suốt màn hình và ghi ở như phần tiêu đề. Các bác nhớ đọc và đón xem những mẫu xe tiếp theo. Em sẽ lên sóng cho các bác hàng ngày nhá.